Trong mục thầy thuốc và người bệnh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình với các bác sĩ chuyên gia của Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay chụp cộng hưởng từ đang được áp dụng rộng rãi trong chẩn đoán bệnh lý mạch máu thần kinh và một số những bệnh khác mà người bệnh không bị bức xạ. Trong rất nhiều trường hợp, chụp cộng hưởng từ cho hiệu quả chẩn đoán cao hơn rất nhiều so với siêu âm, chụp X-quang hay chụp cắt lớp CT. Trong chương trình hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Phan Văn Hậu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sẽ chia sẻ với chúng ta những thông tin hữu ích liên quan tới chụp cộng hưởng từ. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa bác sĩ, là chụp cộng hưởng từ là gì và những ưu thế của phương pháp chụp cộng hưởng từ so với những phương pháp khác? Chụp cộng hưởng từ là một cái kỹ thuật chẩn đoán ảnh hiện đại. Người ta dùng cái từ trường và sóng âm thanh tạo ra hình ảnh. Cộng hưởng từ thì có một cái ưu thế là hình ảnh rất là rõ nét. Các lớp giải phẫu phân biệt với nhau. Và chúng tôi sẽ tái tạo 3D giúp cho bác sĩ chẩn đoán các cái bệnh lý cho bệnh nhân. Và cộng hưởng từ thì không dùng tia X nên là không có ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Và trong một số trường hợp thì cộng hưởng từ có ưu điểm vượt trội so với các phương pháp chẩn đoán ảnh khác, thí dụ như là siêu âm, X-quang hay chụp lớp vi tính. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì chụp cộng hưởng từ được chỉ định trong những trường hợp nào ạ? Về chụp cộng hưởng từ thì áp dụng rộng rãi trong các bộ phận trong cơ thể, đặc biệt là hệ thống thần kinh, mô mềm. Về hệ thống thần kinh thì các bệnh về não, đặc biệt là các bệnh về các cái giải phẫu não, các bệnh về di dạng mạch máu não. Trong tai biến mạch máu não thì cộng hưởng từ mang lại hiệu quả chẩn đoán rất là sớm, có thể chỉ sau khoảng 30 phút là chúng tôi đã dùng cộng hưởng từ để chẩn đoán được tai biến mạch máu não. Ngoài ra có các bệnh về mạch máu não như bệnh viêm màng não, viêm não, áp xe não và chẩn đoán các cái bệnh về u não. Về cột sống và tủy sống thì các bệnh lý về u tủy, đặc biệt là các bệnh về thoát vị địa đệm bây giờ người dân gặp rất là nhiều và mang lại cái chẩn đoán hơn hẳn so với chụp cắt lớp vi tính. Về các bệnh về xương khớp, cộng hưởng từ cho cái cấu trúc giải phẫu của các gân cơ, đặc biệt trong các bệnh lý về dây chằng, mà cái bệnh thông thường hay gặp bây giờ đó là đứt dây chằng trong chấn thương khớp gối và các cái khớp nhỏ khác, khớp cổ tay và khớp vai, chúng tôi chẩn đoán được các cái loại bệnh mà trên CT không chẩn đoán được. Trong các bệnh lý về bụng và vùng trậu thì cộng hưởng từ có ưu thế, đặc biệt trong các bệnh lý về đường mật, tụy, chúng tôi dùng cái sung đường mật và tái tạo được hệ thống đường mật, xem được các cái tổn thương như u đường mật, các bệnh về sỏi mật, đặc biệt các bệnh về phụ khoa như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung ở vùng dưới. Vâng, sử dụng cộng hưởng từ có ưu thế đặc biệt hơn so với các phương pháp về siêu âm hay là cắt lớp vi tính. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì có rất nhiều người lo ngại rằng là cái việc đi chụp chiếu như là chụp cộng hưởng từ chẳng hạn thì cũng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Vậy thì cái quan điểm đó thì có đúng hay không thưa bác sĩ? Chụp cộng hưởng từ thì hoàn toàn không có hại đến sức khỏe, tại vì chúng tôi không dùng tia X. Thứ hai là về mặt sinh học sẽ không có sự biến đổi về mặt sinh học trong cơ thể. Thứ ba là chụp cộng hưởng từ thì độ phân giải các mô mềm tốt hẳn hẳn so với chụp CT cắt lớp vi tính. Thứ tư là thời gian chụp nhanh, giảm hạn chế cái tiếng ồn. Và đặc biệt là cộng hưởng từ trong các bệnh về mạch máu não là chúng tôi không cần dùng thuốc vẫn chụp được các cái tổn thương về di dạng mạch máu não. Cái việc không dùng thuốc đấy thì mang lại những cái lợi ích như thế nào cho bệnh nhân ạ? Một là hạn chế tối đa cái dị ứng thuốc, phản ứng sốc phản vệ. Hiện nay thì tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà thì đã áp dụng phương pháp cộng hưởng từ trong việc chẩn đoán bệnh như thế nào thưa bác sĩ? Vâng, thưa anh, thì bệnh viện chúng tôi cũng trang bị một hệ thống cộng hưởng từ hiện đại nhất khu vực miền Bắc 1.5 Tesla, chẩn đoán toàn bộ các bệnh về mô mềm, về não, về cột sống thần kinh và những cái bệnh ổ bụng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn những thông tin mà bác sĩ đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn chương trình. Chương trình được sự phối hợp và đồng hành của Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.